Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng có những nghề trên tay chỉ lấm lem những hạt bụi phấn để dâng cho đời con chữ và tri thức. Có những người không cần trồng cây vẫn đem đến cho đời những trái ngọt, hoa thơm. Đó chính là nghề giáo thiêng liêng trong công cuộc thắp sáng niềm tin tri thức. Mỗi người từng bước chinh phục được con đường tri thức không chỉ bằng sự nỗ lực của chính mình, mà trước hết là sự dìu dắt của những người thầy, người cô. Trong đó có cô Phạm Thị Mỹ Hạnh. Cô Hạnh là một giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh và cũng là một trong số những người lái đò đã dạy dỗ và bảo ban em rất nhiều trên con đường chinh phục ước mơ trong ngôi trường cấp 3 Châu Thành 1. Năm tháng trôi qua, hình ảnh cô đứng trên bục giảng với giọng nói trìu mến đã in sâu vào tâm trí em. Cô năm nay đã gần 15 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp trồng người. Dù thời gian thấm thoát thôi đưa, nhưng cô vẫn giữ được nét trẻ trung và rạng ngời. Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp cô chính là sự duyên dáng, điềm tĩnh thể hiện từ những hành động, cử chỉ, lời nói và sự ân cần, ấm áp của cô. Cô có dáng người mảnh mai, cân đối, cô không quá cao. Khi đi giày thì hình dáng cô trở nên hài hòa và vừa vặn. Nước da cô không quá trắng, toát ra được vẻ đẹp của người con nơi vùng đất phù sa màu mỡ, tràn đầy sức sống. Mái tóc cô dài đến ngang lưng, đen nhánh, luôn được giữ thẳng và mượt mà. Cô thích mái tóc như thế vì đó là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt. Đôi bàn tay cô gầy, lộ rõ những đường gân. Nó còn là đôi phần thô ráp vì ngoài là một người cô cầm phấn đứng trên bục giảng, cô cũng là một người mẹ, một người vợ và là một người con. Bàn tay ấy đã cầm phấn viết bản đã hơn chục năm, đã động viên vỗ về mỗi khi chúng em buồn bã, yếu đuối hay mệt mỏi trước những áp lực trong học tập. Giọng cô lúc trầm lúc bổng theo nhịp điệu bài giảng đầy sức cuốn hút. Mỗi khi đến trường, trang phục cô mặc rất đa dạng, không gò bó chỉ với trang phục áo dài. Khi giảng bài cho học sinh, đôi mắt ấy tràn đầy nhiệt huyết say sưa. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía em như muốn hỏi em có hiểu bài không. Cô luôn tạo những nguồn năng lượng tích cực dành cho mỗi học sinh, mỗi chuyến đò mà cô chở khách sang sông. Em cảm nhận được sự khát khao muốn truyền đạt thật nhiều tri thức cho học trò trong đôi mắt ấy. Có những lúc em không đọc bài, em thấy được trong ánh mắt của cô nỗi buồn man mác. Khi học trò mình đạt thành tích, cô cũng hòa vào niềm vui ấy với nụ cười rạng rỡ như chính cô là người được khen thưởng vậy. Và cũng chính lúc đó, em chợt nhận ra những dấu chân chim in trên khóe mắt. Đó là dấu vết của thời gian và cũng là minh chứng cho sự tâm huyết mà cô đã bỏ ra trong sự nghiệp giáo dục. Còn nhớ, hồi còn học cấp 2, em đã từng là một người không thích mấy với môn học tiếng Anh. Nhưng khi được gặp cô đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em bằng sự nhiệt huyết giảng dạy của chính mình. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, một gánh sách hay không bằng một người thầy giỏi, và người thầy giỏi đó không ai khác mà chính là cô. Cô là hình tượng lý tưởng cho một câu tuyên ngôn của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ở trường, cô luôn hoàn thành mọi công việc do cấp trên giao phó. Trong gia đình, cô là một người vợ hiền, mẹ đảm, khi luôn chu toàn mọi việc, vừa lo việc nội trợ, vừa chăm sóc, dạy dỗ các con. Những lời yêu thương, những lời cảm ơn không thể nói nên lời, và cả những câu xin lỗi chưa thốt lên thành tiếng. Xin lỗi cô vì những buổi đi trễ, vì những lần không thuộc bài. Xin lỗi cô vì chúng em như những chú chim non chưa kịp trưởng thành, nhưng luôn muốn vươn mình trước thử thách, luôn muốn thể hiện cái tôi ngông cuồng và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Nhiều lúc làm cho cô buồn, đôi khi thấy cô không được vui, nhưng chưa bao giờ cô giỏi hờn hay oán trách chúng em, mà luôn tha thứ để chúng em có cơ hội sửa mình. Một mùa hè nữa lại đến, mùa của những cuộc chia ly, mùa của những sự hối tiếc. Nhưng dù có bao nhiêu mùa hè trôi qua, thì hình ảnh của cô mãi mãi không bao giờ phai trong tâm trí của chúng em. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, ngày sau nuôi lớn, ơn dày biển sâu,